Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Phạm Văn Chuyển. Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh TV. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn truyền bá cái nội dung, những cái video này của mình cho người nước ngoài xem. Chính vì vậy mà các bạn là người Việt Nam xem được các bạn chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể cố gắng xem kỹ bằng những hành động của mình nhé. Các bạn xem ạ, trước mặt TV thì có những bụi bẩn rất là bẩn ở trên mặt TV. Vậy thì cái cách vệ sinh và cái cách mà tẩy rửa những bụi bẩn này như thế nào thì hôm nay mà các bạn đón xem cái video này của tôi. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái chổi này, chổi lông. Và các bạn sẽ quét. Các bạn sẽ quét ở cái vườn viền phía dưới này của mình nhá. Để cho cái bụi bẩn nó sẽ bay đi. Rồi nào. Rồi. Trong quá trình vệ sinh TV thì mình sẽ sử dụng nước. Chính vì vậy mà mình sẽ sử dụng một cái cuộn băng keo. Tôi sẽ sử dụng một cái cuộn băng keo và tôi sẽ dán ở cái mép dưới TV. Dán lên mép dưới TV để làm gì? Để cho TV, để nước nó khỏi chảy xuống bên dưới. Nó sẽ làm chập vi mạch của TV. Cái này thì các bạn có thể dán tạm thời nhé. Ok. Lúc này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái khăn ướt. Khăn ướt. Và các bạn sau đó các bạn vắt thật sạch, vắt khô nha. Rồi, khăn này rất khô, vắt khô này, ok chưa? Bước tiếp theo thì các bạn có thể dùng cái khăn khô, khăn ướt này, các bạn sẽ lau, mình sẽ lau bốn xung quanh từ TV trước. Và các bạn sẽ lau vào sau. Lau nhẹ nhàng này. Rồi, rất là bẩn. Các bạn tuyệt đối không được ấn. Tuyệt đối là không được ấn. Và các bạn chỉ lau miếng ngang. Cứ lau. Lau đến khi nào mà cái vết bụi nó sạch. Cái vết bụi bẩn nó sạch thì các bạn đã lau thành công. Đã vệ sinh thành công. Đây ạ. Đấy. Đấy. Khi mà mình đã lau xong, nối sạch thì lúc này các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái khăn khô nhá. Khăn khô này. Và các bạn sẽ lau lại một lần nữa. Chiếc khăn khô này nó có tác dụng, phải có tông mềm, nó có tác dụng thấm nước và nó sẽ làm cái lớp bụi bẩn quần lại nó tương đối là sạch. Rồi. Sử dụng khăn khô. Khi mà các bạn đã lau xong, vệ sinh xong thì các bạn sẽ gỡ cái lớp. Các bạn sẽ gỡ cho mình cái lớp băng dính còn lại này. Ở phía dưới. Thì cái băng dính này nó cũng sẽ mút cái bụi bẩn vào đây. Thì lúc này các bạn không cần phải vệ sinh bằng khăn ướt ở phía dưới nữa, mà chính cái băng dính này nó tự động nó sẽ dính cái bụi bẩn vào cái băng keo này rồi. Rất đơn giản ạ, chỉ 2 phút là các bạn đã tự vệ sinh cho mình một chiếc TV mà không kém một xu nào, đúng không ạ? Rồi. Lúc này thì các bạn lấy tiếp một khăn khô, các bạn lau nốt ở phía dưới. Lau qua đi một chút. Rồi. Vậy là chiếc TV của mình đã được vệ sinh rất là sạch sẽ. Bây giờ tôi sẽ bật TV thử lên.
Tôi sẽ bật khởi động thử TV để các bạn xem. Ok à, các bạn xem video của mình, các bạn thấy video của mình hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.